Mình xin chào các bạn nha. Thì như các bạn thấy nè, mình đang ở Hồng Đức 10 đó các bạn, Head Honda Hồng Đức 10. Thì hôm nay mình đến đây để mình quay chi tiết chiếc xe Grand Alpha mới vừa về đến Head, đầy đủ màu luôn nha các bạn. Và cùng với đó là mình so sánh luôn với phiên bản cũ này, xem nó khác những gì. Trước khi mình vào chi tiết xe thì mình xin nói địa chỉ của Head chút xíu, là ở ấp Chầu Ít A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Tức là nằm trên đường một quốc lộ 1A của mình hướng Cần Thơ về ha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng màu một. Thì so với phiên bản cũ á, thì phiên bản mới này Honda đã bỏ đi bớt một màu, là cái màu xanh ngọc này nè các bạn, không có màu này nữa. Đây là phiên bản 2019 ha. Còn đây sẽ là phiên bản 2020, gồm có màu xanh bạc đen, rồi màu đen bạc, màu trắng bạc đen, màu xanh bạc đen, màu xanh đậm đó các bạn, và màu đỏ bạc đen. Vì chi tiết ở những chiếc xe này á, chiếc xe nào mình thấy cái cánh bửng bên này cũng đều có màu bạc hết đó các bạn, giống hệt nhau hết, màu bạc hết luôn. Và xe này mình thấy là chỉ có thay đổi về tem dán nè, và một cái lỗi rất là lớn là cái phần công tắc ở đây đã loại bỏ đi rồi, thay thế vào đó sẽ là chúng ta mở khóa đề máy là sẽ đèn tự động sáng luôn đó các bạn. Và một phần khác nữa là cặp lốp này cũng khác luôn. Các bạn nhìn đây là phiên bản 2020 ha, còn bên này là phiên bản 2019 đó các bạn. Cặp lốp này mình là thích hơn, nó trông có vẻ nó gai góc hơn, nó bám đường hơn đó các bạn. Và mình thấy nó đẹp xe hơn nữa cái ở cặp lốp này. Riêng cặp lốp mới này thì nó giống phiên bản chiếc Blade bánh căm đó các bạn. Và một điều mới là cái bộ tem này đây, các bạn nhìn kỹ ha. Mình sẽ cho các bạn xem cái bộ tem này. Tem mới á, thì ở phía trên này nó sẽ có một cái đường chỉ màu vàng đồng, nó chạy dài nè các bạn. Dưới này cũng vậy ha, nó uốn lượn nè. Trong khi tem cũ thì sẽ không có, chỉ cần các bạn nhìn vào là biết ngay. Và một thay đổi rất là lớn là ở cụm đồng hồ. Các bạn nhìn nè, cái đồng hồ này rất là đẹp, nó rất là nhiều họa tiết ở đây. Các bạn nhìn nè. Còn ngoài ra những cái chi tiết như là công tắc cốt pha nè, còi ha, xi nhan vẫn như vậy, không khác gì. Còi và cái vấn đề nằm ở đây, chỉ khác chỗ này nè các bạn, một cái thay đổi rất là lớn. Thì đa phần mình thấy xe Honda sau này đã loại bỏ đi công tắc đèn, chiếc nào mới ra đều đã bỏ hết đó các bạn. Còn về phần thông số á, thì mình thấy nó y như nhau luôn. Mình xin phép đọc thông số một chút xíu rồi mình sẽ đi vào chi tiết từng màu cho các bạn xem ha. Về thông số á, các bạn chờ mình xíu nha, trên tay mình đang cầm cái bản thông số. Kích thước lốp vẫn là như vậy luôn, trước là 70-90-17 và sau là 80-90-17. Động cơ này là 110 nha các bạn, vẫn là 110. Về cái chiều cao yên của xe, các bạn chờ mình xíu nha, mình đang cầm trên tay cái bảng về độ cao yên của xe thì là 769 mm, nó rất thân thiện với cái chiều cao của người Việt Nam mình, tương đối thấp đó các bạn. Còn về khối lượng bản thân của chiếc xe là 97 kg, dung tích bình xăng vẫn là 3,7 lít. Mình chỉ đọc một số những thông số như vậy thôi nha các bạn, còn các bạn muốn biết rõ hơn nữa thì cứ lên mạng mình search rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng màu luôn. Bây giờ trước khi vào chi tiết từng màu mình sẽ báo giá một cái. Thì giá chiếc xe này hiện tại Head Hồng Đức 10 đang bán với giá là 18.690.000. Cái giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn. Mình nhắc lại là 18.690.000. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết từng màu trước, rồi mình sẽ nói vấn đề khuyến mãi trả góp luôn nha các bạn. Đây sẽ là màu đỏ, bạc, đen. Cùng với cái ống xả cũng như năm 2019 thì ống xả vẫn cao như thế này á. Mình thấy là nó sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà nó ngập nước ha. Những cái phiên bản trước á, thì ống xả nó nằm ngang. Đây là phiên bản màu xanh đậm đó các bạn, màu xanh bạc đen luôn nhưng mà là xanh dương đậm. Còn đây là màu trắng bạc đen. Tất cả phiên bản đều có cái màu bạc ở bên cái yếm các bạn, cái bẩn hai bên đều có hết. Đây là phiên bản màu trắng.
và kế bên nó là màu đen bạc. Tất cả đều là nước sơn bóng nha các bạn. Mình thấy quen pha thì không có nước sơn mờ, trừ là những phiên bản màu độ của cửa hàng thôi, của Head thôi. Các bạn nhìn kỹ bộ tem ha, thì bộ tem chiếc xe nào cũng vậy, nó sẽ có một cái đường chỉ màu vàng đồng như thế này, chạy dọc thân xe nè các bạn, từ đây chạy dài đến phía sau luôn, phía dưới này cũng vậy ha. Nè, cái đường cong uốn lượn rất là đẹp. Và cuối cùng sẽ là phiên bản màu xanh bạc đen, nhưng mà là xanh dương lợt, mà này là màu lợt đó các bạn. Ở trong cặp vẹt thì khi mà ra màu á, vẫn đấy là xanh bạc đen thôi, người ta sẽ không ghi vào đó là đậm hay lợt đâu các bạn. Tại khi mình đọc cho các bạn nghe thì mình phân biệt cho các bạn biết là màu nào với màu nào thôi ha. Đây, mình nhắc lại lần nữa là về thông số máy, dung tích bình xăng, nói chung là nó không khác gì luôn. Nó chỉ đổi tem, công tắc đèn và cái đồng hồ. Bây giờ mình cho các bạn xem lại cái đồng hồ của phiên bản 2019. Nó như thế này. Đó. Còn đây là cụm đồng hồ của phiên bản 2020. Vẫn là ở chỗ này là chỉ báo xăng nè các bạn, báo tốc độ nè, rồi báo quãng đường mình đi nè, báo rẽ nè, xi nhan rẽ đó các bạn. Còn chỗ này sẽ là báo đèn cốt hoặc pha, khi nào các bạn bật đèn pha thì ở đây sẽ cháy đèn nè. Và cái phần mà mở yên đó các bạn, nó vẫn nằm ở phía sau này nha các bạn, vẫn nguyên ở đây. Cái phần cụm chìa khóa này á, nó gồm có 3 trong 1, tức là khóa xe nè, khóa cổ nè và khóa từ. Khóa từ là cái phần này đây. Chúng ta sẽ khóa cái này lại, giúp chống trộm tốt hơn đó các bạn. Cũng như là khi các bạn rửa xe, các bạn có thể gài lại, tránh nước văng vào, cũng rất là tốt. Các bạn xem lại cái phiên bản 2019 là bộ tem nè các bạn, như thế này nha. Còn phiên bản 2020 thì tem mình đã cho các bạn xem rồi, thậm chí là ở phía trước mặt nạ, hai bên cánh bửng này, cái bộ tem 2019 nè, nó không có những cái đường chỉ màu cam như mình nói lúc nãy. Đây là 2020 nè, đó, nó có một cái đường chỉ màu cam tựa như là tia sét đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với chương trình khuyến mãi của Head Hồng Đức 10. Thì các bạn mua xe ở đây á, các bạn sẽ được tới 5 món quà tặng nè. Thứ nhất là thẻ cào, trị giá là 500 ngàn cho những nhà mạng như Viettel nè, Mobi nè, Vina chẳng hạn ha. Rồi tiếp theo là bộ quà nón bảo hiểm nè, áo mưa nè, thẻ VIP nè, móc khóa nè, 3 lít xăng nè, 6 lần giảm 50% nhớ khi kiểm tra định kỳ. Rồi trả góp không cần trả trước luôn. Một cái chương trình này thì rất là hay, tức là các bạn với không đồng vẫn có thể lấy xe về nhà ha, trả góp không cần trả trước đó. Rồi một cái ưu điểm này, một cái ưu ái này dành cho những bạn công nhân. Những bạn nào là công nhân mà có hộ khẩu ở Sóc Trăng nè, Cần Thơ nè, Hậu Giang mà đang làm ở những tỉnh xa, từ Tiền Giang trở ra ngoài đó các bạn, từ Tiền Giang trở ra ngoài nha, thì Head sẽ giảm cho các bạn 1 triệu đồng. Giảm 1 triệu đồng khi các bạn mua xe, và sẽ có chương trình giao xe tận nơi cho các bạn luôn. Ví dụ như các bạn đang ở Tiền Giang nè, thì Head sẽ giao xe tận Tiền Giang cho các bạn luôn. Một tháng sẽ chia làm 4 ngày để giao xe. Ví dụ như các bạn mua xe hôm nay, mà nếu mà không có ngay cái ngày mà giao á, thì các bạn sẽ chờ một tháng, hết sẽ chia ra làm 4 ngày để giao xe đó các bạn. Thì cái chương trình này mình thấy là rất hợp lý cho những bạn là công nhân ở xa. Và đây là chiếc xe lại dành cho những bạn công nhân nữa, vì xe đây chính là chiếc xe mà số phổ thông ha, một chiếc xe số phổ thông giá rẻ nhất của Honda, nhưng mà lại rất bền bỉ. Thì những bạn nào là công nhân á, ở tỉnh xa, có hộ khẩu tại Sóc Trăng nè, Hậu Giang và Cần Thơ, đang làm ở những nơi xa, muốn mua xe ở Head sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng. Mình nhắc lại là từ Tiền Giang trở ra ngoài nữa. Ví dụ như các bạn ở Sóc Trăng mà các bạn làm ở Cần Thơ là không được chương trình này nha.
hết ưu tiên cho những bạn nào đang ở tỉnh xa đó, ở Sóc Trăng mà đi làm xa, Sóc Trăng Cần Thơ với Hậu Giang mà đi làm xa ha. Nãy giờ mình nói hơi nhiều, biết các bạn có nghe kịp hay không. Mình xin nói là một lần nữa cho nó gọn nè. Những bạn nào là công nhân có hộ khẩu ở Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ mà đang đi làm xa từ Tiền Giang trở ra ngoài, thì HEP sẽ có hỗ trợ giảm cho các bạn 1 triệu đồng khi mua xe, và hỗ trợ luôn phần giao xe cho các bạn luôn đó các bạn. Giao xe thì phần giao xe này HEP sẽ chia ra làm 4 ngày trong 1 tháng. Chứ không lẽ bây giờ mỗi ngày mỗi giao xe thì không được. HEP sẽ chia làm 4 ngày, thì HEP sẽ gom lại những bạn ở tỉnh xa mua đó, giao một chuyến, và trong vòng 1 tháng sẽ giao làm 4 lần, có 4 chuyến đi giao xe. Mình nhắc lại cái giá là 18.690.000 nha các bạn. Và giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại tất cả phiên bản một lần nữa trước khi mình kết thúc video nha các bạn. Đây là màu đỏ, bạc, đen khi ra cạc vẹt đó các bạn. Đây là màu xanh, bạc, đen. Đây là màu trắng, bạc, đen. Đây là màu đen, bạc. Và đây là màu xanh, bạc, đen luôn. Và chưa cái xe Honda mới này á, thì Honda đã bỏ đi cái màu xanh ngọc này. Đây là phiên bản 2019 đó các bạn. Mình thấy phiên bản màu xanh này cũng đẹp, mà không biết tại sao Honda lại bỏ đi cái màu này. Hiện tại đây là những phiên bản màu 2020 đó các bạn. Cho các bạn xem lại nha, 2, 4, 5 màu 2020. Rồi, bây giờ mình xin được kết thúc video đây nha các bạn. Mình sẽ để thêm số điện thoại của những bạn nhân viên tư vấn ở đây á, trong phần mô tả, cũng như là địa chỉ của HEP luôn trong phần mô tả, để các bạn tiện theo dõi tư vấn giá cả, khuyến mãi nè, trả góp nè. Mình chắc chắn các bạn nãy giờ thế nào cũng có thắc mắc ở tỉnh xa đó, mua xe như thế nào ha. Các bạn cứ gọi thoải mái, những bạn này sẽ rất nhiệt tình để tư vấn cho các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là gọi vào giờ hành chánh nha, tránh gọi vào những giờ đêm muộn. Bây giờ mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào các bạn.